Quyển 18 thứ 11 Tư Sở Thánh Địa phần 3. Ai giúp thắng loại sanh và khai đạo xuất ly, ở đâu trụ học gì, không sợ chết đời sau. Tự huân tu giới tuệ, đủ định niệm tránh trực, đoạn sầu ưu thiêu đốt, chánh niệm tâm giải thoát. Năng giúp thắng loại sanh và khai đạo xuất ly, trụ đây nơi này học, không sợ chết đời sau. Này, trong kệ tụng đây nói đến thắng loại, tức là bốn loại dòng họ thắng thượng: một Bà La Môn, hai Sát Đế Lợi, ba Phệ Xá, bốn Thủ Đà La, dùng giáo pháp, dùng chân chánh, dùng phép tắc, dùng chỉ dẫn để dạy loại sanh thắng thượng nên gọi là giúp. Trong đây hiển thị chỉ có chư Phật Thế Tôn mới có thể dùng giáo pháp, dùng chân chánh, dùng phép tắc, dùng chỉ dẫn để dạy loại sanh thắng thượng. Do nhân duyên đây, Đức Thế Tôn tự hiển chỉ có ta là bậc trợ giúp dẫn dắt chân chánh, nên vì trời kia tác lời như vậy. Dùng đầy đủ giới, dùng đầy đủ tuệ để tự huân tu, lại chỉ có Thế Tôn năng vì bốn chủng loại sanh thắng thượng trên tuyển thuyết tám thánh đạo chi khiến ra khỏi tất cả các khổ. Trong đây Thế Tôn cũng tự hiển thị là bậc trần thuyết. Sao gọi là đầy đủ giới? Đức Phật Thế Tôn khi xưa hành Bồ Tát hạnh, xả bỏ các dục vi diệu thù thắng, xả bỏ xa lìa cuộc sống gia đình, sở hữu thân ngữ, thọ trì luật nghi. Sao gọi là đầy đủ tuệ? Kia đã phát khởi tướng an trụ, thọ trì thân ngữ luật nghi như vậy, bên trong chánh tư duy, thần tâm thọ lượng, quán sát tỉ mỉ thẳm sâu đạo lý. Này, thế gian đây gặp nhiều khổ nạn, đó là hoặc sanh hoặc lão, như kinh đã rộng thuyết. Sao gọi là tự huân tu? Thuở xưa ở vô lượng đời khác, trải qua ba đại A Tăng kế kiếp tu tập, khéo tu tập sáu ba la mật, do nhân duyên đây, này không thấy mà tâm tự nhiên hướng đến xuất ly, lại đối với các duyên sanh các hành, dùng trí vi diệu, năng tùy ngộ nhập. Sao gọi là đầy đủ định? Tức là cho đến năng lìa dục, vô sở hữu xứ, chứng đắc phi tưởng, phi tưởng xứ. Sao gọi là đầy đủ niệm? Tức là nương thắng định đã đắc như vậy, vì đoạn kiến, đoạn các phiền não nên tu tập bốn niệm trụ, tức lấy tu tập niệm trụ làm tiền dẫn cho đến tu tập 37 chủng pháp bồ đề phần. Sao gọi là chánh trực? Kia sành khởi chánh trực nghịch lưu tám thánh đạo chi, năng đoạn sở hữu phiền não, kiến sở đoạn, ở nơi đạo nghịch lưu, đắc thuận dự lưu. Sao gọi là vĩnh viễn đoạn tất cả sầu ưu thiêu đốt? Đó là thuận theo hiện quán đế, cùng đắc thành tựu quả bất hoàn, lại năng vĩnh viễn đoạn năm hạ phần kiết, ở nơi sân khỏe giống như thuận theo ưu sầu, và tham dục giống như thuận theo thiêu đốt, đều đã đoạn vĩnh viễn. Sao gọi là chánh niệm? Tức là vĩnh viễn đoạn năm thượng phần kiết, lại thêm tu tập bốn chủng niệm trụ cho đến tu tập 37 chủng pháp bồ đề phần. Sao gọi là tâm giải thoát? Vì đã vĩnh viễn đoạn thượng phần kiết đối với hai chủng chướng là phiền não chướng và sở trì chướng, tâm khéo giải thoát, tâm đã khéo giải thoát như vậy nên đắc thành tựu Như Lai ứng chánh đẳng giác, như kinh đã rộng thuyết. Do đây nên năng giúp thắng loại sanh, khai mở đạo xuất ly. Trong bốn chủng thắng loại sanh đây, tùy theo mỗi chủng đối với thánh giáo vui thích chánh hành, vì muốn chứng đắc tám thánh đạo trì nên ở trong ba học siêng năng tinh tấn tu học, người kia quyết định năng chứng tám thánh đạo trì và quả niết bàn. Do chứng đắc đây nên đời tương lai không sợ sanh lão bệnh tử. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là lược hiển thị duy chỉ có Phật Thế Tôn năng khiến bốn loại sanh kia nhanh chóng chứng đắc thành tịnh. Nếu kia năng tránh tu hành theo lời dạy dẫn của chư Phật thì không phải là việc hư huyễn. Lại thì hiện thánh giáo của Như Lai chánh pháp được khéo thuyết và tỉ nại ra. Lại thì hiện Phật là bậc đại sư vô thượng, thầy của trời người, nên biết đây gọi là lược nghĩa của phần này. Thế nào là tiếng khen lành, thế nào đủ tài bào, thế nào được khen ngợi, thế nào nhiếp thân hữu. Chỉ giới tiếng khen lành, bố thí đủ tài bảo, chân thật được khen ngợi, huệ xả nhiếp thân hữu. Sao gọi là chỉ giới năng khiến có được tiếng khen lành? Như có người nam hoặc người nữ thực hành đầy đủ giới pháp hiển thiện, cho đến lúc mạng chung đều đoạn trừ tội sát giết, xa lìa việc sát sanh, như kinh đã rộng thuyết, cho đến mười phương chỗ có sa môn bà la môn thường khen ngợi. Do nhân duyên đây khiến các quốc vương quần thần trưởng giả cho đến dân chúng tụ lạc thành ấp cung kính cúng dường. Sao gọi là bố thí năng khiến có được đầy đủ chân bảo tài của? Như có người xưa trong đời khác đã từng làm và tăng trưởng sự nghiệp phương thí, do nhân duyên đầy, đời nay sanh vào nhà có nhiều phước lớn, có tài sản lớn, cho đến có nhiều kho tàng đầy ắp. Sao gọi là chân thật được khen ngợi?
như có người không dùng cân đấu hộp gian dối, hoặc các việc xiềm khúc, lăng miệt, vọng ngôn để có được tài bảo, chỉ dùng tài năng như pháp gây dựng các sự nghiệp, đường pháp không bạo ác để có được tài bảo. Do kia đã làm như vậy nên mọi người đều sướng lời đánh thay bậc hiền sĩ cho đến năng dụng tài năng như pháp để tạo làm các sự nghiệp để có được tài bảo. Sao gọi là huệ xả năng nhiếp thần hữu? Như có người hiện tiền có rất nhiều vô số gia sản mà ra lìa sàn cấu, không lẫn tiếc của cải, lấy sự an lạc chân chánh để làm mình vui, cho đến giúp bạn hữu thân thích lớn tuổi, những người kia qua lại giúp đỡ lẫn nhau để cùng có được tài bảo, lại khiến giữ gìn tăng trưởng tài bảo. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là lược hiển thị hai chủ nhân duyên là cung kính và lợi dưỡng, chỉ giới tiếng khen lành hiển thị nhân duyên cung kính, các cầu còn lại hiển thị nhân duyên lợi dưỡng, tức là do lược nhân, lược sĩ dụng và lược trợ bạn. Nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Ngang đâu suối ngưng nghỉ, nơi đường nào không thông, các khổ vui thế gian chỗ nào diệt không sót. Nếu ở nơi chốn này mắt tai cùng với mũi, lưỡi, thân, ý, danh sắc diệt hẳn không còn sót, ngày đầy dòng suối ngừng, nơi đường này không thông, các khổ vui thế gian chốn này diệt không sót. Sao gọi là suối? Đó là sáu xúc xứ. Vì cớ sao? Thí như suối ao sành giả nước, nước được giữ lại trong ấy đảm nhiệm xúc dùng, lại năng nuôi dưỡng nam nữ lớn nhỏ cầm thú cho đến tất cả cũng chưa tận khô kiệt. Sáu nội xúc xứ cũng là như vậy, tất cả ngũ phù xúc dùng sáu cảnh giới xúc lại năng nuôi dưỡng cho đến trong đây các nước tham ái chưa tận khô kiệt. Sao gọi là đường? Đường có hai chủng, một đường phiền não, hai đường nghiệp. Trong ý đây, đường nêu rõ nghĩa các nhân. Sao gọi là khổ vui? Hoặc ở trong hiện pháp, sáu chủng xúc xứ làm duyên khiến sanh an ổn lãnh thọ nhiếp thuộc sự thọ, hoặc không an ổn lãnh thọ nhiếp thuộc sự thọ. Hoặc ở hậu pháp diệu hành, ác hành mà phiền não nhiếp giữ làm duyên khiến sanh an ổn lãnh thọ nhiếp thuộc sự thọ, hoặc không an ổn lãnh thọ nhiếp thuộc sự thọ. Sao gọi là nơi mà sáu xứ và danh sắc như vậy vĩnh viễn tận diệt không sót thừa? Đó là trong vô dư y niết bàn giới, nơi hàng dị sanh thì tất cả đường suối khổ vui đều không thiếu cũng chưa xả bỏ, nơi các bậc hữu học thì tất cả điều trên có khuyết giảm mà chưa xả bỏ, nơi bậc vô học thì đường và sở hữu khổ vui ở đương lai cũng khuyết giảm cũng xả bỏ không hiện hành trở lại, suối và sở hữu khổ vui ở hiện pháp cũng khuyết giảm cũng xả bỏ. Vì ở hữu dư y vẫn còn hiện hành trở lại, cho nên nói trong vô dư y niết bàn giới tất cả chủng kia đều được vĩnh viễn tận diệt không sót thừa. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là lược hiển thị nhân và khổ vui ở trong hiện pháp, nhân và khổ vui ở trong hậu pháp, ở vô dư ý niết bàn giới thảy đều vĩnh viễn diệt. Nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Dì năng vượt bạc lưu, dì năng vượt biển lớn, dì năng xả các khổ, dì năng được thanh tịnh, tranh tín vượt bạc lưu, không giật vượt biển lớn, tinh tấn giả các khổ, trí tuệ được thành tịnh. Này trong kệ tụng đây, sao gọi là chánh tín năng vượt bạo lưu? Như có người vì muốn rõ biết quá hoạn của các dục nên lắng nghe lời Phật dạy, hoặc sở hữu chánh pháp mà đệ tử Phật tuyên thuyết, nghe pháp đây rồi thu được tâm chánh tín bèn sanh vui muốn, vì đoạn trừ sự dục và phiền não dục, bèn năng xả bỏ dục lạc của cuộc sống gia đình, chánh tín xuất gia hướng đến không nhà. Đã xuất ra rồi vì muốn đoạn trừ các dục phiền não nên trụ hạnh viễn ly. Người kia vì siêng năng tinh tấn không nhàm mỏi, cho đến vì tu tập chánh tư duy nên đoạn các dục phiền não, chứng đắc ly dục định địa. Như vậy chánh tín làm chỗ nương, làm chỗ dẫn dắt, bèn năng vượt qua bạo lưu của các dục. Sao gọi là không phóng dật năng vượt biển lớn? Ở nơi các định kia chọn không ái vị, cho đến cũng không an trú kiên cố đắm trước, trừ phi vì chứng các trí lậu tận nên chuyên trú nơi tâm. Do tâm định đây nên được thanh tịnh sáng sạch, tránh trực điều nhu, năng nhập hiện quán bốn thánh đế cho đến chứng đắc tận trừ vĩnh viễn các lậu. Như vậy do không phóng dật làm chỗ y nương, làm chỗ dẫn dắt, năng đoạn hai hữu bạo lưu là hệ thuộc sắc vô sắc, và đoạn trừ hai loại bạo lưu là kiến và tất cả vô minh, cho nên gọi là vượt qua biển lớn. Sao gọi là tinh tấn năng xả các khổ? Như có bậc hữu học kiến tích tác tư duy, ta phải chứng đắc sự ly dục ba cõi, vĩnh viễn tận dứt các kiết.
Do đây bèn trụ hạnh viễn ly, an trụ dũng mãnh tinh cần, chẳng nhiều dừng nghỉ nơi tham dục triền buộc tâm. Lại như thật, rõ biết sở hữu xa lìa vượt khỏi các dục tham triền hiện tại. Đối với những tham dục cái nơi tâm tịnh tu, bèn năng đoạn diệt các tham dục triền và các tâm yêu khổ do tham dục triền làm duyên sanh khởi, như tham dục cái do đến nghi cái nên biết cũng vậy. Như vậy tinh tấn làm chỗ nương, làm chỗ dẫn dắt khiến năng xả các khổ, sao gọi là trí tuệ năng đời thanh tịnh, kia đã trừ diệt những điều năng khiến tâm bị nhiễm ô, cho đến trừ diệt năng chủng cái, năng chướng cứu cánh niết bàn rồi, tương đương nơi vị vị trí, an trụ nơi vị vị trí. Như các trí vô lậu khổ tập diệt đạo đã chứng đắc trước, ở nơi các khổ tư duy trần khổ, cho đến ở nơi đạo tư duy trần đạo, bèn chứng đắc các lậu vĩnh viễn tận, lìa các dục của ba cõi không sót thừa. Như vậy do trước chứng đắc trí tuệ làm chỗ y nương, làm chỗ dẫn dắt năng chứng thành tịnh. Lại nữa, này sẽ tóm được biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là trong kệ tụng đây Đức Phật Giả Phạm lược hiển thị các hàng dị sanh trước đã ly dục rồi, sau ở nơi thánh đế hiện quán thành tịnh, và hiển thị bậc hữu học lấy sự hiện quán các thánh đế làm tiền dẫn ly dục thành tịnh, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Ai vượt qua bạo lưu, đêm ngày không hôn ám, nơi không vin không trụ, thẳm sâu không giảm kém, viên mãn các thi la, đủ tuệ khéo an định, trong tư duy buộc niệm, năng qua cực khó qua, lìa nhiễm các dục tưởng, cũng vượt kiết sắc giới, kia không vin không trụ, thẳm sâu không giảm kém. Này trong kệ tụng đây sao gọi là bạo lưu? Đó là bốn lưu, dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu. Sao gọi là không vin không trụ? Tức là các ái vĩnh viễn diệt tận, ly dục tịch diệt niết bàn và diệt tận định. Vì cớ sao, chỗ nói viên tức là các phiền não triền, chỗ nói trụ tức là phiền não tùy miên, ở nơi các xứ kia hai chủng đây đều không, cho nên nói là niết bàn không viên không trụ. Lại tưởng gọi là viên, thọ gọi là trụ. Nếu ở xứ đây hai chủng đều không, tức nói xứ kia không viên không trụ. Như vậy hiển thị diệt thọ tưởng định không viên không trụ, này trong nghĩa đây ý lấy diệt định. Sao gọi là viên mãn các thi la? Là thân ngữ khéo an trụ trong luật nghi, tu sửa trị tịnh mạng. Sao gọi là đủ tuệ? Tức là ở nơi khổ thánh đế như thật rõ biết, cho đến ở nơi đạo thánh đế cũng là như vậy. Sao gọi là khéo an định? Tức là xa lìa các dục, cho đến an trụ đầy đủ đệ tứ tịnh lự hoặc hữu thứ nhất tam ma bát đề. Sao gọi là bên trong tư duy? Là luôn luôn quán sát 22 xứ, như quán ta nay dung mạo trang sức thay đổi khác thường, xả bỏ hình dáng đẹp đẽ của thế tục, nói rộng như trong kinh. Sao gọi là buộc niệm, tức là khi lớp lớp quán sát 22 xứ kia, nương tướng sa môn, hằng nhớ tưởng hằng triền truyền hiện tại tiền, do nhân duyên đầy vì đoạn trừ các kiết sót thừa, dù bốn niệm trụ. Sao gọi là năng qua cực khó qua, vì đoạn trừ tất cả kiết không còn sót thừa, nên năng vượt qua hữu đảnh rất khó vượt qua, vì đối với việc kia chẳng phải tất cả ngu phù dị sanh có thể vượt qua. Sao gọi là đối với các dục tưởng được liền nhiễm, tức là đối với hạ phần các kiết đã đoạn đã biết. Sao gọi là vượt qua các kết sắc giới, tức là đối với thượng phần các kiết hệ thuộc sắc giới đã đoạn đã biết. Sao gọi là ở trong không viên không trụ, thẳm sâu không có giảm kém, tức là đối với vô sắc giới, hoặc đã ly dục hoặc chưa ly dục, đã đắc phi phi tưởng xứ, có lực khả năng nhập diệt tận định. Bậc học cùng với vô học đều có trong đây, cho nên nói vượt các kiết vô sắc thì bất định. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã thuyết trên, đó là Đức Bạc Giả Phạm ở nơi tụng đây lược hiển thị năng chứng đắc đạo tối cứu cánh và hiển thị năng chứng đạo trụ bậc nhất, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Nhân duyên nào tham khỏe, do cớ chi mừng lo, lông dựng ý tầm tư như trẻ nương nhũ mẫu, nhuần sở xanh tựa xanh như cây nặc cổ đà, riêng buộc nơi các dục giống rừng xứ ma già, là nhân duyên tham khỏe, do đây nên mừng lo, lông dựng ý tầm tư như trẻ nương nhũ mẫu. Biết kia nhân duyên kia xanh rồi tầm trừ diệt, vượt biển xưa chưa vượt, bạc lưu không hậu hữu. Này trong kệ tụng đây sao gọi là tham khỏe? Như có người sống ở cư già, đối với cảnh vừa ý, hữu tình vừa ý, cùng nhau gặp gỡ nên sanh khởi tham trước. Đối với cảnh không vừa ý và hữu tình không vừa ý, cùng nhau gặp gỡ nên sanh sân khỏe. Sao gọi là mừng lo? Như có người đối với pháp tùy nại gia sở chứng của Phật, bỗng nhiên trong thoáng chốc sanh khởi chánh tín,
rồi không khéo quán giác trước sau được mất, bỗng nhiên gắng sức xách tấn mình xả bỏ đời sống gia đình hướng đến công nhà. Khi xuất gia rồi, lại cùng với phàm phu đạo tục chung sống hỗn tạp, bèn đối với việc tiền tài, bạn bè tới lui, nhớ nghĩ mến mộ nên ưu buồn trói buộc tâm. Hoặc lại có người không do chánh tín, cũng không do tự mình nỗ lực mà hướng đến không nhà, nhưng hoặc bị vua bức bách cho đến, hoặc bị sự lo sợ không nuôi nổi mạng sống bức bách nên xả bỏ đời sống gia đình. Sau khi đã xuất gia rồi, do sự chánh tín của các bà la môn cư sĩ thời thời thu được nhiều lợi dưỡng cung kính nên đắm say yêu thích, thầm nghĩ rằng ta đây ở một phương tốt thay, không cần ra sức nhọc nhằn cấy gặt, không phải lo việc buôn bán kinh doanh gian khó mà vẫn nuôi nổi mạng sống. Kẻ kia duyên lợi dưỡng cung kính như vậy, tham nhân trụ trong sự thích thú vui vẻ. Sao gọi là lông dựng và ý tầm tư? Như có người chẳng phải do mình nỗ lực, chẳng phải vì nuôi mạng sống mà xa lìa cuộc sống gia đình, nhưng do chánh tín nên xả bỏ cuộc sống gia đình hướng đến không nhà. Sau khi xuất gia rồi, không cùng với đạo tục phàm phu chung sống hỗn tạp, hướng đến hạnh viễn ly, sống nơi tịch tĩnh thanh vắng. Kia lúc sống nơi thanh nhàn, hoặc khi thấy bụi sương mù, hoặc vào lúc chiều tối thấy khí mây lớn, nghe tiếng sấm sét vang động, hoặc gặp mưa đá, sư tử hổ beo, hoặc gặp trộm cướp hung hãn cướp bóc bắt đi, hoặc gặp phi nhân đến gây nhiễu loạn bức bách, bèn phát sinh sợ hãi, lông trên thân dựng đứng. Hoặc vào ban ngày khi thấy bạn bè thân hữu đẹp đẽ đến lui, bèn nương vào sự đắm say ưa thích phát khởi tầm tư, tức là tầm tư dục như kinh đã rộng thuyết, cho đến tầm tư tương ứng với nhà thế tục. Như vậy đã thuyết các sự tham khỏe. Sao gọi là nhuần xanh tự xanh, giống như cây nặc cô đà ở thế gian. Nhuần gọi là nước ái, do nước ái đầy làm duyên, năng sanh các thủ. Tất cả các sự tham khỏe kia đều lấy nước ái đầy làm cộng duyên. Tự tức là lấy tham khỏe làm tiền dẫn, tầm tư đi sau, mỗi mỗi chủng tử, tánh giới sai biệt. Sao gọi là tham khỏe? Cho đến tầm tư, sự trói buộc của các dục riêng khác, giống như ở thế gian, dây leo ma lỗ già quấn quanh thân cây to, nếu nói được thì có 6 chủng dục riêng biệt. Một, hoặc có sự việc dục hiện tại do dụng lực của thân tay dẫn đến, đó là sở hữu các dục của kẻ sống ở cư gia, ở nơi cảnh giới đây, lấy đây làm duyên phát sanh tham khỏe. Ba, hoặc có chủng chủng sự dục hiện tại từ người mà có được, đó là sở hữu các dục của kẻ vì nuôi mạng sống mà xuất gia, ở nơi cảnh giới đây dụng đây làm duyên phát sanh hận duyệt. Ba, hoặc có sự dục quá khứ vị lai, đó là sở hữu các dục của người bỗng nhiên tự phát khởi nỗ lực mà xuất ra, ở nơi cảnh giới đây dụng đây làm duyên nên phát sanh các sự buồn lo. 4. Hoặc có các dục phiền não khác lược có 2 chủng, là ở tự thể dục giới và thân mạng tiền của. 5. Hoặc có loại chưa đoạn tham của hư vọng phân biệt, đó là người do chánh tín mà xuất ra, sống ở chốn nhàn cư tịch tĩnh, trông thấy các việc xảy ra vào ban đêm, ở nơi cảnh giới đây dụng đây làm duyên phát sanh kinh sợ, lông trên thân dựng đứng. 6. Hoặc lại có loại chưa đoạn tham của hư vọng phân biệt, tức là bồ đặc giả la đây, và lúc ban ngày nơi cảnh sắc thanh hương vị xúc bên ngoài, lấy đây làm duyên phát sanh sở hữu tầm tư ý địa. Lại có sa môn hoặc bà la môn như thật rõ biết tham cùng với khỏe như trước đã thuyết, và nhân duyên phát sanh của kia, lại năng rõ biết tánh vô thường của các pháp do duyên sanh, nên tùy theo sự sanh khởi của nó mà không khởi tâm tham trước, tức liền nhả ra xả bỏ đoạn diệt. Vì lìa tham của hai cõi sắc và vô sắc vượt qua hữu bạo lưu, vì lìa tham của cõi dục vượt qua dục bạo lưu như vậy, xưa chưa vượt qua, thì nay đã vượt qua, chọn không thối giảm trở lại. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là Đức Bạc Giả Phạm trong kệ tụng đây lược hiển 3 vị, 1 vị tại gia, 2 vị xuất gia, 3 vị viễn ly. Lại tóm lược hiển thị nhân duyên cộng cùng bất cộng sanh khởi hoặc ái hoặc khỏe. Ở trong các dục có 2 chủng trói buộc riêng khác và phương tiện đoạn, kể cả lợi ích thù thắng của đoạn, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Lại ở trong đây sở hữu tâm tư hoặc tham hoặc vui hoặc nương đắm thích, nên biết nhiếp thuộc phẩm ái. Hoặc khỏe hoặc lo lắng cùng với kinh sợ, nên biết nhiếp thuộc phẩm khỏe. Bà la môn nên làm vị đoạn không phóng dật, cầu xả bỏ các dục không hy vọng hữu đây. Nếu có thêm sở tác chẳng chân bà la môn, phải biết bà la môn nơi việc làm đã xong,
các thân phần mỏi nhọc trước tận đáy, chưa qua, qua rồi trụ đất liền, không động đến vở kia. Trời này người nên biết, đây dụ chân phạm trí, là tận hẳn các lậu, đắc thường quỷ tích lự, kê đoạn hẳn tất cả, sầu ưu và thiêu đốt, hằng trụ nơi chánh niệm, tâm cũng thường giải thoát. Này trong kệ tụng đầy hiển thị chư thiên kia, nương vào Bà La Môn Thế Tục nên hỏi Đức Thế Tôn, đó là có chủng tánh các Bà La Môn tự xưng danh hiệu ta là chân phạm trí, kế chấp cho phạm trí là cứu cánh cùng tội, nên mong cầu có phạm thế an trụ nơi sắc. Vì muốn đoạn sự dục và phiền não dục nên thường siêng năng tinh tấn, tâm không mỏi mệt, hằng vui hạnh viễn ly, sống thanh nhàn ở chốn tịch tĩnh, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập định tĩnh. Bởi chủng tánh Bà La Môn kia kế chấp cho phạm thế là cõi cứu cánh, nên mong cầu cõi phạm thế, không cầu dục hữu. Lại hiển thị Như Lai nương các Bà La Môn đệ nhất nghĩa mà dạy bảo cho vị trời kia, nếu Bà La Môn việc làm đã làm rồi, luôn phải nên làm thêm, cần làm các việc thủ thắng hơn, nên biết đây chẳng phải chân Bà La Môn. Nếu Bà La Môn chứng đắc các việc nên làm của Bà La Môn là vượt qua tất cả thần kiến mà được an trụ nơi đất liền, nên biết đây là chân Bà La Môn. Đây hiển thị bậc học cùng với hiếp bậc vô học đều là Bà La Môn. Học có hai chủng, đó là ở dục giới, hoặc chưa ly dục hoặc đã ly dục. Người chưa ly dục tức chưa đến được nguồn đáy, chưa đến bờ kia. Ở nơi hai chủng pháp sau vẫn chưa đầy đủ viên mãn. Một, nội tâm chưa đắc thắng Samatha. Hai, tuy đã đắc pháp tăng thượng tuệ tỳ bát xá na nhưng chưa thiện thành tịnh. Vì nội tâm khuyết Samatha nên ôm phào thánh đạo như đã được. Vì nội tâm chứng đắc Samatha nên chuyển vận dũng mãnh tinh tấn như chân. Lại khiến pháp tăng thượng tuệ tỳ bát xá na thiện thành tịnh nên chuyển vận mạnh mẽ tinh tấn như tay. Khi người kia ở nơi dõng mãnh, siêng tinh tấn thực hành tất cả điều như vậy, ly dục dục giới như đến nguồn đáy, chứng A-la-hán như đến bờ kia. Người đã ly dục nội tâm chứng đắc thắng Samatha, cũng đắc thiện thành tịnh tỳ bát xá na. Chỉ vì thắng tiến đoạn thượng phần các kiết nên phát siêng tinh tấn, không phải các thân phần. Nếu đã vượt qua, thành A-la-hán việc làm đã xong, lìa chuyên cần dụng công gọi là đã đến bờ kia an trụ nơi đất liền. Trong đầy nương đệ nhất nghĩa hiển thị các Bà La Môn được có ba chủng, hai chủng là hữu học, một chủng là vô học. Nếu người chưa lìa dục, tất cả thân phần cần phải siêng tinh tấn gọi là được thường ủy. Nếu người đã lìa dục, đến nguồn đáy gọi là đắc tịnh lự. Bậc đắc tịnh lự đã vĩnh viễn đoạn tất cả hạ phần kiết, đã đoạn sở hữu tất cả sầu ưu thiêu đốt của phẩm tham dục và sân khỏe. Nếu các Bà La Môn đã rốt ráo đến bờ kia gọi là vĩnh viễn tận các lậu. Bậc vĩnh viễn tận các lậu, tức vĩnh viễn đoạn các phiền não, tù sở đoạn, đã khéo tụ tập bốn chủng niệm trụ, hằng trụ chánh niệm và tâm giải thoát. Bậc kia đã làm rồi, không phải lại luôn luôn làm thêm, cũng không có việc cần làm thủ thắng hơn, cho nên nói bậc kia gọi là chân Bà La Môn đệ nhất nghĩa. Bí xô đã qua bạo lưu trăng, trời nói lời như thế. Khung viên không trụ đã qua bạo lưu trăng, trời nói lời như thế. Bí xô ông nay giống như những gì khung viên không trụ đã vượt bạo lưu, như như ta mệt nhọc, như vậy kém, như ta kém rồi, như vậy dừng, như ta dừng rồi, như vậy nổi. Trời ta như xả mệt nhọc, như vậy không giảm kém, như vậy nói rộng phẩm trắng sạch, nên biết trong đây kệ ngọn lửa. Này ở trong kệ tụng đây khung viên không trụ, tức là niết bàn diệt định như trước đã thuyết. Thế Tôn nương vào thuở xưa lúc tu Bồ Tát hạnh, thực hành các khổ hạnh khó hành, đây không phải là nhiếp dũng mãnh tinh tấn, lại nước ngồi tỏa bồ đề, đây không phải là phương tiện nhiếp dũng mãnh tinh tấn. Vì đoạn biến tri mà thuyết lời rằng, này trời, ông phải biết ta xưa kia, như vất vả mệt nhọc, như vậy ta liền bị giảm kém, như giảm kém, như vậy ta bèn dừng nghỉ, như dừng nghỉ, như vậy lại bị chìm nổi. Trái với hy tướng đây nên biết là phẩm bạch. Trong đây hiển thị tu khổ hạnh, đây không phải là phương tiện nhiếp dũng mãnh tinh tấn, cho nên gọi là mệt nhọc. Hành ta phương tiện bị thối thất thiện pháp gọi là giảm kém, đã biết thối thất các thiện pháp rồi, bèn dứt các tà phương tiện gọi là dừng nghỉ, xả bỏ các khổ hạnh, tìm cầu thầy khác, lại thuận theo sự tà quán sát của các thầy như Ột Đạt, Lạc Già, A-la-trà, nên gọi là chìm nổi. Lại ở thời sau,
Ngôi Tòa Bồ Đề xả bỏ tất cả, cả hít không phải phương tiện nhiếp dõng mãnh tinh tấn, nên những thiện pháp sở hữu để được tăng trưởng. Như như thiện pháp đã tăng trưởng rồi, như vậy ở nơi các thiện pháp không sanh biết đủ, không dừng nghỉ, ở nơi việc tu đoạn, triển truyền, tâm cầu điều vi diệu thù thắng hơn. Do không biết đủ như vậy, bèn không tìm cầu thêm thầy ngoại đạo khác, không thấy tự nhiên tu 37 phẩm pháp Bồ Đề Phần, chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, gọi là bậc đại giác, trong đề có bốn nghĩa, xả bỏ sự gian khổ mệt nhọc là kinh văn bốn câu, như thứ lớp ấy nên viết phối hợp giải thích, lại nương niết bàn không viên không trụ để hiển thị sự khác biệt, tức là không thể vượt qua bạo lưu của các phiền não chuyển tùy miên, lược do bốn nhân, những gì là bốn ban đầu nương tầm ham thích, vì lấy tầm ham thích đây làm chỗ nương bèn có giải đãi, lại do vì giải đãi làm chỗ nương nên trụ phần dị sanh, vì trụ phần dị sanh làm chỗ nương nên thuận thế lực tham ái mà chảy theo dòng sanh tử, khiến ở trong dòng sông năm thú sanh tử mà thuận theo đó chìm nổi. Trái với tướng đây là bốn chủ nhân năng vượt qua bạo lưu tùy theo thứ tự ấy mà biết, lại nương diệt thọ tưởng định để hiển thị sự sai biệt, đó là như có người trước đã chứng đắc diệt thọ tưởng định nhưng lại trụ nhiều phóng dật, trụ nhiều nơi tưởng thọ mà không trụ nhiều nơi các tưởng thọ diệt. Do nhân duyên đây, thối thất diệt định, do vì thối thất trở lại dừng trụ ở nhân sanh của địa dưới. Vì trụ nhân kia, tâm quyết định hướng đến sở đắc quả kia, trái với tướng đây nên biết là bốn câu khác thuộc phẩm bạch. Riêng đến là làn nhã, xả tài bảo tĩnh lự. Vì có mong cầu riêng, vì không dạo xóm làng, sao không cùng người gặp, dứt tuyệt không bạn lữ. Được nghĩa tâm tịch tĩnh, diệt quân ma diệu sắc, ta ở riêng tư duy, thọ an lạc, tối thắng, nên không cùng người gặp, dứt tuyệt không bạn lữ. Đây là kệ tụng thỉnh hỏi của thiền nữ, chỗ nói được nghĩa được có hai chủng, một chứng được nghĩa quả sa môn, hai chứng được nghĩa thánh thần thông. Do được nghĩa đầu tiên nên vượt qua tất cả khổ lớn sanh tử, do được nghĩa thứ hai nên chứng tám giải thoát tư duy tịch tĩnh lạc trú hiện pháp, lại do được nghĩa đầu tiên nên hàng phục diệu sắc khả ái của ma quân, do được nghĩa thứ hai nên ở một mình tư duy lãnh thọ sự an lạc thù thắng. Trong đây ý biện biệt nghĩa thánh thần thông, vì sao? Đó là như có người vì muốn thành tựu nghĩa thánh thần thông khiến giải thoát viên mãn nên tu hành nương theo phương tiện 10 biên xứ, do nhân duyên đầy khiến biên xứ định thành tịnh viên mãn, cũng khiến giải thoát chuyển được thành tịnh viên mãn sáng sạch, cũng năng thành sáu nghĩa thánh thần thông. Vị kia rõ biết là đã thành xong rồi, liền tự thông đạt nghĩa ta đã thành xong. Nghĩa quả sa môn cũng được thành tựu, đây là chân sa môn đối với việc cầu tiền của tu nhàm chán ghét bỏ sâu. Đối với việc vào thành ấp, giao du gặp gỡ, rõ biết điều đầu tiên, rõ biết quá hoạn, rõ biết xuất ly, cũng đang rõ biết hướng đến hạnh xuất ly. Nhân duyên sanh ra kia gọi là điều đầu tiên, các khổ vô thường, tánh pháp biến hoạn gọi là quá hoạn. Điều phục đoạn trừ, vượt qua dục tham gọi là xuất ly, tám thánh đạo tri gọi là hướng đến hạnh xuất ly. Nếu có người, đối với việc giao du kia không thấy điều đầu tiên cho đến không thấy hướng đến hạnh xuất ly, do nhân duyên đây, ở nơi các việc hữu tình, trân bảo, tài sản không thể sanh nhàm chán ghét bỏ sâu, dạo chơi nơi thành ấp xoay vần không dứt, thì người như vậy chẳng được gọi là tâm đắc tịch tĩnh. Đối với người ra khỏi cuộc sống gia đình, chứng tám giải thoát tịnh lự, nội tâm tịch tĩnh thì trở lại sanh phỉ báng, do đây kẻ kia ở nơi nội tâm tịch tĩnh chẳng thể khả năng, chẳng thể khéo thấy, khéo biết, khéo quan sát và khéo thông đạt. Nếu đệ nhất nghĩa, nội tâm tịch tĩnh, thì trái với tướng trên tức là có đủ khả năng khéo thấy cho đến khéo thông đạt. Lại nữa, nay sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là đức bảo giả phạm trong đây được hiển thị các kẻ thọ dục, kẻ vui sống hỗn tạp không phải là đệ nhất nghĩa nội tâm tịch tĩnh. Nếu người chứng đắc tám giải thoát định, lìa các ái vị mới được gọi là đệ nhất nghĩa nội tâm tịch tĩnh, nên biết đây gọi là nghĩa tóm lược của phần này. Các hành vô thường pháp có sanh diệt, do vì sanh diệt kia tịch là vui. Trong kệ tụng đây, uẩn và thủ uẩn đều gọi là các hành. Nghĩa trong đây muốn nói thủ uẩn, năm thủ uẩn đây lược có ba chủng, đó là quá khứ, vị lai và hiện tại. Các hành vô thường tức là các hành kia gốc vốn không mà sanh, sanh rồi tầm diệt. Nếu ở quá khứ sanh, sở hữu các uẩn trong các tự thể đã được trong quá khứ vì đều đã là quá khứ, vì đã tàn diệt,
vì đã sành rồi mất nên thể là vô thường. Nếu ở vị lai sành sở hữu các uẩn trong các tự thể sẽ được trong vị lai, vì đều là chưa sanh, vì chẳng phải đã khởi, vì chưa diệt mất, vì có thể sanh khởi nên đây là pháp có sanh. Nếu ở hiện tại sanh sở hữu các uẩn hữu tình tạm sống giữ gìn sống còn trong các tự thể đang có được ở hiện tại, vì đều là pháp chết, vì có thể bị hoại diệt mà chết đi nên đây là pháp có diệt. Nếu các uẩn kia ở vị lai chỗ được tự thể là pháp có sanh, ở khoảng giữa đều không chỗ được tự thể là thường là hằng, cho đến tức sẽ tránh trụ như vậy. Chỉ trừ vừa mới sanh, sanh rồi tìm đến diệt. Nếu các hữu tình ở trong hiện pháp vĩnh viễn tận diệt nhân các uẩn vị lai, vì khiến tất cả tự thể của các uẩn vị lai đều không sanh nên thuyết là kia tịch. Lại tịch đây do hai nhân duyên nên được gọi là vui. Một, vì tất cả nhân khổ diệt, vì tất cả thô trọng vĩnh viễn dừng dứt, vì ở trong hiện pháp trụ an lạc nên nói là vui. Hai, vì ở đương lai vĩnh viễn thoát khỏi sở hữu các khổ của sanh lão bệnh nên nói là vui. Lại nữa, nay sẽ tóm được biện biệt nghĩa đã nói trên. Đó là trong đây Đức Bảo Giả Phạm lược thuyết y xứ chánh kiến và quả chánh kiến. Lại có cách nói khác, đó là lược hiển thị y xứ biến tri và sự đoạn diệt của kia. Lại lược hiển thị pháp sở biến tri cùng với biến tri. Lại lược hiển thị sở hữu tạp nhiễm của các hành ba đời và sở hữu vì kia tịch tịnh. Lại lược hiển thị các pháp duyên khởi cùng với duyên khởi diệt. Lại lược hiển thị khổ đế diệt đế. Lại lược hiển thị xứ sở y của hai giải thoát môn là không và phù nguyện, cùng hiển xứ sở y của một môn giải thoát là phù tướng. Lại lược hiển thị xứ sở y của hai pháp đoạn trái nhau của hiện quán thánh đế. Chỗ nói hai pháp, một thuận theo sự hí luận, hai lo sợ không hí luận. Lại lược hiển thị hai pháp đối trị không cùng chung với ngoại đạo. Những gì là hai? Một sở tri tánh không điền đảo, hai sở chứng tánh không điền đảo. Không giật dấu bất tử, phóng giật là dấu chết. Người không giật không chết, kẻ phóng giật thường chết. Ngay trong kệ tụng đây sao gọi là không phóng giật? Là dấu hiệu của không chết. Như có người nương bốn sở y kiến lập bốn chủng phòng hộ là phòng hộ mạng, phòng hộ lực, phòng hộ tâm tạp nhiễm và phòng hộ tránh phương tiện. Đây là không phóng giật. Không phóng giật đây làm chỗ nương, làm chỗ giữ gìn, khiến người chưa viên mãn từ lược niết bàn chóng được viên mãn. Người đã viên mãn khiến ở trong hiện pháp đắc bát niết bàn. Sao gọi phóng giật là dấu hiệu của chết? Như có người là cư sĩ tại gia, ở nơi các cảnh dục đắm trước thọ dụng gây tạo nghiệp bất thiện, hoặc có kẻ xuất gia hiện bốn việc không phòng hộ, đó là không phòng hộ mạng cho đến không phòng hộ tránh phương tiện. Phóng giật như vậy thông cả hai phẩm, là phẩm tại gia và phẩm xuất gia, tức lấy phóng giật đây làm chỗ nương, làm chỗ giữ gìn, vui gốc hành sanh, tạo gốc hành nghiệp, nhân đây nên sanh, sanh rồi thọ mạng hết, sanh rồi chết yểu. Sao gọi là người không phóng giật không chết, kẻ phóng giật thường chết? Có năm chủng chết: một, điều thiện chết; hai, không điều thiện chết; ba, ở quá khứ chết; bốn, ở hiện tại chết; năm, ở vị lai chết. Nếu Bồ Đạt Giả La Khéo tu tập không phóng giật đây, ở đời hiện tại do điều thiện chết mà đúng lúc chết, do quá khứ chết đã chết ở đời quá khứ do không điều thiện chết, ở đời hiện tại không do không điều thiện chết mà chết, ở đời vị lai không do điều thiện chết, không do không điều thiện chết mà chết, cho nên gọi là không chết. Nếu có Bồ Đạt Giả La phóng giật ở đời hiện tại do không điều thiện chết mà đúng lúc chết, ở đời quá khứ cũng do không điều thiện chết đã chết, ở đời hiện tại tức do không điều thiện chết mà chết, ở đời vị lai cũng do không điều thiện chết sẽ chết, cho nên gọi là thường chết. Lại nữa, này sẽ tóm được biện biệt nghĩa đã nói trên. Đó là trong đây Đức Bảo Giả Phạm được hiển thị người không phóng giật tức là đạo đế và diệt đế, người có phóng giật tức là tập đế và khổ đế. Lại lược hiển tánh thị xứ và phi xứ, tánh tự gây tạo nghiệp. Nửa kệ tụng trước hiển thị tánh thị xứ phi xứ, nửa kệ tụng sau hiển thị tánh tự gây tạo nghiệp. Lại nửa kệ trước hiển thị việc nên làm của thầy đối với trò, nửa kệ sau hiển thị nghĩa tự thực hành của các đệ tử. Chúng sanh tầm tư chỗ dao động, tham dục mãnh lợi, tùy quán diệu, nhiễm ái bội tăng mà lưu truyền, bẻ năng bị trói buộc kiên cố. Này trong kệ tụng đây sao gọi là chỗ dao động của tầm tư? Như có người ở nơi cảnh giới các dục trước đã từng có được, đã từng thọ dụng mà không tránh tác ý phát sanh bất thiện, được nơi tầm tư các ác say mê đắm luyến.
do gọi là tham dục mãnh lợi. Như có người xưa ở trong đời khác đã từng tập quen nhiều tập quen tham dục. Do nhân duyên đây nên trong đời hiện tại ở nơi cảnh giới các dục trước đã từng có được, đã từng thọ dụng, không tránh tác ý nên tâm bị tham dục khiến tán loạn, do gọi là tùy quán tịnh diệu. Như có người không khéo phòng hộ thân, không nhiếp giữ các căn, không an trụ chánh niệm, dòng trời nơi xóm làng thấy những thiếu nữ dùng sắc khả ái liền không như lý giữ lấy các tướng tịnh diệu, do nhân duyên đầy thân tâm bị thiểu não. Sao gọi là nhiễm ái tăng gấp bội, do năm trùng tướng mạo nên biết tăng trưởng sự nhiễm ái. Những gì là năm? Một, như có người đối với cảnh giới các dục hạ liệt thấp hèn, còn sanh khởi các tham dục triền mãnh lợi, đắm trước chẳng xả hạ huống các dục thượng diệu. Hai, không dụng chánh pháp mà dụng phí pháp, phần nhiều hung bạo tích góp chân bảo tài sản cũng thường tích chứa các vật dụng tăng thượng. Ba, đối với vật thấp kém vô dụng mà còn không muốn bỏ hạ huống đối với vật quý trọng, tuy là truy cầu các tài của vật dụng nhỏ nhoi xấu kém mà còn hành nhiều thần ngữ ý ác bậc thượng hạ huống truy cầu tài vật tốt đẹp. 4. Đối với sự thọ trì chút ít diệu hạnh, tâm vẫn còn không hướng đến vui thích, hạ huống thọ trì rộng lớn. 5. Đối với niết bàn còn không vui muốn nghe, hạ huống vui muốn chứng đắc. Sao gọi là trói buộc kiên cố? Do ba chủng tướng nên biết là trói buộc kiên cố. 1. Vì ngục kiên cố. 2. Vì sự tiếp xúc khổ. 3. Vì trường thời theo đuổi. Ở trong hiện pháp, do căn ác hạnh tham sân si nên biết sự trói buộc của ngục kiên cố. Ở đời đương lai, do sanh trong địa ngục báng sanh và quỷ thú nên biết sự xúc chạm khổ và trường thời đuổi theo sự khổ kia. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên, đó là lược hiển thị nương hai nhân tán thất hủy hoại nên có hai chủng tán thất hủy hoại. Hai nhân tán thất hủy hoại: một, lực của sự tư duy bất chánh; hai, lực của nhân. Lực của sự tư duy bất chánh tức là tùy nhớ nghĩ cảnh giới đã từng thọ dụng trước kia, làm nhân duyên sanh khởi tư duy bất chánh, hoặc tà phân biệt cảnh giới hiện tiền, là nhân duyên sanh khởi tư duy bất chánh, hoặc tư duy bất chánh thủ lấy tướng tà, hoặc tức ở nơi kia tư duy bất chánh, hoặc hành hoặc trụ. Lực của nhân tức là ở nơi cảnh giới khả ái đã từng tập quen tham dục. Hai chủng tán thất hủy hoại: một, mong cầu hoại mất; hai, thọ dụng hoại mất. Mong cầu hoại mất, như có người vì thành tựu hai chủng nhân tán thất hủy hoại, dụng phi chánh pháp hoặc dụng sự hùng bạo mà truy cầu tích tập sở hữu tài vật bất chánh. Thọ dụng bị hoại mất, như có người ở nơi cảnh giới đã được trước kia mà theo đó thuận vui thuận khổ, thuận không khổ vui trong các cảnh giới ấy, hoặc có lúc đối với cảnh phát sanh tham nhiễm nói rộng cho đến không biết ra khỏi xa lìa mà lại thọ dụng, hoặc có lúc đối với cảnh phát sanh ghét giận bị ghét giận chướng che, hoặc có lúc đối với cảnh phát sanh ngu si bị ngu si chướng che. Do kia bị tham nhiễm chướng che cho đến bị ngu si chướng che như vậy nên thân ngữ ý hành trùng trùng ác hạnh liền bị ba trùng phược kiên cố của tham sân si vây bùa trói buộc, cũng bị các phược của địa ngục bảng xanh quỷ thú vây bùa trói cột. Lại nói cách khác, đó là bồ đặc giả là bị ái kết ràng buộc, tóm lược có bảy chủng tạp nhiễm. Phải biết đây đều do sự tạo tác của tham ái: một, tùy nhớ nghĩ tạp nhiễm; hai, không tự tại tạp nhiễm; ba, cảnh giới tạp nhiễm; bốn, phiền não tạp nhiễm; năm, tạp nhiễm tương ương cõi thiện; sáu, tạp nhiễm tương ương cõi ác; bảy, các kiến tạp nhiễm. Tùy nhớ nghĩ tạp nhiễm, như có người tùy nhớ nghĩ bất chánh đối với cảnh giới khả ái đã từng thọ dụng trước kia, hy vọng truy cầu khiến tâm bị tán thất hủy hoại. Không tự tại tạp nhiễm, như có người vì đời trước thường xuyên tập quen pháp tham dục nên đời này thành tánh tham dục mãnh lợi. Tùy có tùy nhớ nghĩ tác ý như lý đối với cảnh giới khả ái nhưng tâm vẫn bị tán thất hủy hoại bởi hy vọng truy cầu tham dục. Do vì kẻ kia tham dục rất mãnh lợi nên tâm không được tự tại. Cảnh giới tạp nhiễm, như có người đi vào thành ấp, thấy các cảnh giới đoan nghiêm dùng sắc khả ái, do vì theo tướng mỹ diệu của cảnh giới đoan nghiêm kia mà tâm thức bị trói buộc kéo dài, nhân đây phát sinh hy vọng truy cầu vô số tham ái. Nhiệt não tạp nhiễm, như có người do ba trùng tạp nhiễm năng tăng trưởng các tham ái, khiến tham ái đã có triển chuyển lớn mạnh, dẫn dắt truy cầu đến tiếp cảnh đã thọ dụng ở quá khứ, hy vọng mong cầu cảnh sẽ thọ dụng ở vị lai, đắm trước cảnh đang thọ dụng ở hiện tại, cho đến khiến thân tâm nhiệt não biến khắp. Tạp nhiễm tương ứng cõi thiện, tức đò tập đế tham ái của kia lực tăng thượng,
khiến thần ngữ ý hành trùng trùng diệu hạnh, do đề được sanh thiện thú hoặc trời hoặc người, kia nơi sự thọ lạc đắm trước không xả, an trú say đắm, chuyên hành phóng dật, tạp nhiễm tương ứng cõi ác. Tức do tập đế tham ái của kia được tăng thượng nên thần ngữ ý hành trùng trùng ác hạnh. Lúc thần hoại mạng trùng đọa các ác thú sanh trong địa ngục, sanh ở kia rồi nên bị trùng trùng yêu khổ cực nặng, bị tâm ác tâm giận quấy nhiễu thiêu đốt não hại. Các kiến tạp nhiễm tức do tập đế tham ái của kia lực tăng thượng lại gặp bạn ác nói pháp điên đảo. Kia tuy mong cầu giải thoát khỏi sự tạp nhiễm mà do gặp bạn thuyết pháp điên đảo như vậy nên không chứng giải thoát. Ở trong 62 kiến thú theo một trong số đó mà tăng trưởng tà kiến. Ở trong các pháp duyên khởi bị ngu si tăng thượng, do kia bị kiến kết sử trói buộc như vậy nên ở trong biển lớn sanh tử lộn quanh năm thú không được giải thoát. Trụ pháp đủ thi la có tàm nói chân thật, năng yêu giữ thân mình cũng khiến được người yêu. Này trong kệ tụng đây sao gọi là trụ pháp? Đó là ở trong chánh pháp thiện thuyết để nại ra sở chứng của chư Như Lai, tịnh tín xuất gia, vui tu phạm hạnh. Sao gọi là đủ thi la? Đó là vì xuất gia như vậy, vui thích như vậy nên ở nơi giới không khuyết phạm cho đến không tạp loạn, thực hành tương tục truyền chuyển tương tục đối với các học xứ năng thọ năng học. Sao gọi là có tàm? Tức là hổ thẹn với điều đáng hổ thẹn, hổ thẹn đối với nhân duyên sanh khởi các pháp ác bất thiện, đó là năng thuận theo giới ác, giới tạp loạn, tức tướng bất chánh, tâm tư bất chánh hoặc các phiền não và tùy phiền não. Sao gọi là nói chân thật? Tức là phát lộ các ác, không che giấu các ác. Nếu có trái phạm, tức liền đối trước bậc trí giả hoặc đồng phạm hạnh như thật, tự cử tội, tội như pháp đối trị. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã nói trên. Đó là trong kệ tụng đây, bạc giả phạm được hiển bốn nhân, nhấp lấy thì là thành tịnh là vì năng tránh thọ, vì thọ rồi chẳng tạp loạn, vì xa lìa nhân tạp loạn, vì tuy do vô tri nên phóng dật tạp loạn rồi, tức liền như pháp mà đối trị, nên biết đây gọi là nghĩa lược của phần này. Nếu thấy ác nghiệp người, năng xét kỹ tư duy, tự thân chọn không làm, bởi nghiệp kia năng buộc. Này trong kệ tụng đây, sao gọi là thấy nghiệp ác của người xét kỹ tư duy, như có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân có tánh thông tuệ, thành tựu như lý quán đế pháp nhẫn. Vì thấy người khác hiện hành nhân ác hạnh, phải chịu vô số sự khổ sở đánh đập nhục nhã, lại bị người bắt giữ đến chỗ vua, nói giọng như kinh cho đến bị mất mạng. Thấy như vậy rồi, liền suy nghĩ quán xét, người này hiện pháp về tạo nghiệp ác bất thiện. Như vậy, liền ở trong hiện pháp trở lại thọ quả báo khổ sở như vậy, mà chưa dừng dứt các nghiệp ác. Bất thiện như vậy chọn không nên làm, chọn không nên gây tạo, chọn không nên hành động, chọn không nên sai phạm. Từ kia lại thấy những người giết dê, gà, heo, nói rộng tất cả các bất luật nghi. Thấy rồi, liền suy nghĩ chẳng thể do làm các tài năng nghề nghiệp nuôi mạng như vậy mà được sang trọng cưỡi voi, ngựa xe. Chẳng thể nhân đây dẫn đến có được tiền của kho tàng rộng lớn. Chẳng thể nhân đây khiến không bị tán mất, trái lại còn bị thế gian chê trách. Phàm kẻ ở thế tục còn tránh xa, không lấy thân tạm xúc thọ, huống những bậc hiền triết khác. Còn lại như trước đã thuyết. Từ kia lại thấy người khác giàu sang có nhiều tài sản của báu nhưng lại biếng nhác chụp nhiều phóng dật. Thế rồi liền suy nghĩ, trải qua ngày đêm năm tháng kéo dài, chỗ có tài sản cơ nghiệp đầy tớ cùng các thiện pháp hắt dần suy thoái. Còn lại như trước đã thuyết. Từ kia lại thấy trùng trùng hữu tình có thần tướng sai biệt. Có người lúc sanh ra đã bị mù lòa, hoặc lúc sanh ra bị điếc, hoặc lúc sanh ra bị câm, hoặc mù lòa, hoặc què chân, hoặc ghẻ lở, hoặc củi hủi, hoặc tuổi thọ ngắn ngủi, hoặc dung sắc xấu xí, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc sanh trong nhà nghèo cùng hạ tiện, hoặc bị tuệ ác che mờ, hoặc phiến trạch ca, hoặc bán trạch ca, bán nam, bán nữ, hoặc hình thể khó coi. Còn có người thì lại chẳng bị như vậy. Thế rồi liền suy nghĩ quán xét, người đây trước tạo tác trùng trùng nghiệp ác bất thiện, nay thọ quả báo khổ ác như vậy, cho đến chưa từng dừng dứt nghiệp ác bất thiện. Còn lại như trước đã thuyết. Từ kia lại thấy người khác thông minh, không có lười biếng đầy đủ sức lực gây dựng nghề nghiệp, làm nông buôn bán đưa đò và năng làm các công việc ngôn luận. Tuy kia đầy đủ dũng mãnh như vậy, nhưng sự nghiệp tạo làm dần dần suy tổn, chọn không thành tựu trọn vẹn. Thế rồi liền suy nghĩ như vậy, còn lại như trước đã thuyết. Từ kia lại thấy hai người xuất gia hướng đến đời sống không nhà,
cùng tu phạm hạnh. Một người ở nơi hết thảy lợi dưỡng như áo quần ăn uống đều bị thiếu thốn, một người thì không bị thiếu thốn. Thấy rồi liền suy nghĩ như vậy, còn lại như trước đã thuyết, tức kia lại thấy có quốc vương hoặc đồng bậc với vua lo lắng giữ gìn củng cố ranh giới đất đai, kiên cố chẳng xả, đều chỉ vì một thân một thể một bộ xương này, chỉ vì rất ít an lạc ở hiện tại mà cửa thần ngữ ý hiện hành vô lượng ác hạnh rộng lớn, tổn hại nhiều đời nhiều thân an lạc, sao rồi phải thọ nhiều đời nhiều thân khổ lớn. Thấy rồi liền suy nghĩ, ta xem thấy quốc vương hoặc đồng bậc với vua bị ngu si che lấp sâu, chỉ biết gìn giữ yêu quý một thân một đời, chẳng biết gìn giữ nhiều thân nhiều đời, chỉ yêu thích cái vui ngắn ngủi nhỏ nhặt ở hiện tại, không yêu thích cái vui lâu dài rộng lớn ở tương lai. Cũng chẳng phải không yêu quý khổ sở nhiều đời, cho đến các ác bất thiện nghiệp như vậy, chọn chẳng nên làm, chọn chẳng nên tạo tác, chọn chẳng nên hành động, chọn chẳng nên sai phạm. Lại có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân có tánh thông tuệ, chứng được thiện nhãn. Dụng thiện nhãn đây thấy các hữu tình khi sanh khi chết, như kinh đã rộng thuyết, cho đến sanh trong đại địa ngục. Thấy rồi liền suy nghĩ, quán xét, người này ở trong hiện pháp gây tạo nghiệp ác bất thiện như thế, khiến đời sau thọ quả báo khổ, cho đến dừng các ác bất thiện như vậy, còn lại như trước đã thuyết. Như vậy hoặc thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân thấy người làm các nghiệp ác bất thiện đây rồi, nương bốn chủng hành khéo tư duy kỹ, khéo quan sát kỹ. Những gì là bốn? Một, quán sát, hoặc do nhân trái vượt, hoặc do tà mạng nuôi sống, hoặc do phóng dật giải đãi, khiến ở trong hiện pháp gây tạo các nghiệp ác bất thiện, nên trong hiện đời thọ quả báo không đáng yêu thích. Hai, quán sát, hoặc có hữu tình mang thân khác nhau, hoặc có việc làm mà quả chẳng tọa ý, hoặc có điều mong cầu mà quả không tọa ý, tất cả đều do nghiệp ác bất thiện đã tạo làm từ trước, nên ở trong hiện pháp riêng thọ quả báo không đáng yêu thích như vậy. Ba, quan sát, hoặc có quốc vương hoặc đồng bậc với vua do nhân trong hiện pháp làm các việc ác, nên biết đời sau nhất định thọ trùng trùng quả báo không đáng yêu thích. 4. Quán sát các loại hữu tình lúc sanh lúc chết do nhân trong hiện pháp gây tạo trùng trùng nghiệp ác bất thiện, nên trong hậu pháp thọ quả báo không đáng yêu thích, kia như thật biết do như vậy nên chọn không tự mình gây tạo. Sao gọi là nghiệp kiết trói buộc? 1. Vì vui trong các nghiệp. 2. Vì nghiệp nặng. 3. Vì ở nơi quả báo của nghiệp không được tự tại. 1. Vì vui trong các nghiệp. Như có người xuyên suốt tập quen làm ác, vui thích với cái ác, do nhân duyên đầy đối với các thiện pháp, tâm không thể thú nhập, đây là nghiệp trói buộc thứ nhất. 2. Vì nghiệp nặng, như có người đối với nghiệp vô gián, hoặc gây tạo đầy đủ, hoặc gây tạo không đầy đủ, hoặc do nhân duyên, tuy có vui thích đối với chánh pháp thiện thuyết tỷ nại gia sở chứng của Phật, tạm thời xuất gia, hãy còn chẳng thể được, huống năng thu được chứng đắc quả sa môn, như vậy gọi là nghiệp trói buộc thứ hai. 3. Vì ở nơi quả báo của nghiệp không được tự tại. Đó là như có người do nhân duyên hành thần ngữ ý ác hạnh nên sanh trong các ác thú, sanh ở xứ kia rồi không được tự tại, không thể tự nhậm chuyển ở trong đêm dài thọ khổ. Nếu sanh ở biển địa, tuyệt đối không có bốn chúng hiển thiện du hành qua lại. Đó là bí xô cho đến ô bà tư ca. Như vậy gọi là nghiệp trói buộc thứ ba. Lại nữa, này sẽ tóm lược biện biệt nghĩa đã thuyết trên, đó là đức bạc giả phạm ở trong đây được hiển thị nương các hữu tình nghiệp nghiệp quả báo mà như lý tư duy, và hiển như lý tư duy làm tiền dẫn tùy pháp hành pháp, nên biết đây là nghĩa tóm lược của phần này.